vụ 9 người Việt tháp tùng ngoại giao bỏ trốn tại Hàn Quốc năm 2018 là sự kiện một nhóm gồm 9 trong tổng số hơn 160 người Việt tháp tùng ngoại giao Việt Nam bỏ trốn tại Hàn Quốc bất hợp pháp kể từ ngày 7 tháng 12 năm 2018. Đây là chuyến thăm ngoại giao chính thức của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân theo lời mời từ Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Mon Hee Sang trước đó. Chính phủ Hàn Quốc chỉ biết đến sự việc khi một người trong số này xuất hiện tại một sân bay ở Hàn Quốc vào đầu năm 2019 và yêu cầu được hồi hương. Vì để tránh ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao, chính phủ Hàn Quốc đã không thông báo với phía Việt Nam về sự việc. Sự việc chỉ bị lộ ra trước công chúng vào cuối tháng 9 cùng năm khi đài MBC đưa tin. Thông qua trả lời ẩn danh đài MBC, Quốc hội Hàn Quốc cho rằng chín người này có mục đích nhập cảnh ban đầu nhằm nhập cư bất hợp pháp. Chính phủ Việt Nam tiến hành điều tra vụ việc và những người liên quan bị kết án. Công luận Việt Nam chỉ trích sự việc ảnh hưởng đến hình ảnh ngoại giao Việt Nam. Bối cảnh. Công tác chuẩn bị. Cùng thời điểm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân thực hiện chuyến thăm ngoại giao Hàn Quốc vào cuối tháng 12 năm 2018. Sự kiện diễn đàn đầu tư và thương mại Việt Nam Hàn Quốc được dự kiến đồng tổ chức bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cùng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc, Ủy ban Đối ngoại Quốc tế đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức đoàn doanh nghiệp Tháp Tùng, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam trong chuyến thăm ngoại giao Hàn Quốc và Trung Quốc vào ngày 6 tháng 8 năm 2018. Do kế hoạch thay đổi và chỉ thăm ngoại giao Hàn Quốc từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 12 năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phát thư mời đến các doanh nghiệp vào ngày 27 tháng 8, đồng thời chỉ thị cục đầu tư nước ngoài tiến hành triển khai trong quá trình tạo lập đoàn doanh nghiệp tháp tùng ngoại giao bộ kế hoạch và đầu tư đã gửi danh sách tới bộ công an để thẩm định nhân thân sau đó đề nghị văn phòng quốc hội cho đi cùng trên chuyên cương ngoại giao trung tâm xúc tiến đầu tư phía bắc thuộc cục đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện quá trình tạo lập danh sách đoàn doanh nghiệp tháp tùng ngoại giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cấp thị thực cho 86 người thuộc 44 doanh nghiệp vào ngày 27 tháng 11. Ngày 2 tháng 12, ngoại trừ một số doanh nghiệp rút lui, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã cấp thị thực cho 53 người thuộc 35 doanh nghiệp. Một số người không cần cấp thị thực do các hộ chiếu công vụ hoặc thẻ APEC Tổng thư ký Quốc hội Việt Nam Nguyễn Hạnh Phúc thống kê xác nhận 72 người thuộc 44 doanh nghiệp tháp tùng ngoại giao trong sự kiện diễn đàn đầu tư và thương mại Việt Nam-Hàn Quốc. Theo đó, Quốc hội Hàn Quốc phụ trách gửi lời mời ngoại giao tới phái đoàn Việt Nam. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc phụ trách các thị thực. Bộ Tư pháp Hàn Quốc phụ trách kiểm soát xuất nhập cảnh. Chuyến thăm ngoại giao Khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 4 tháng 12 năm 2018. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu phái đoàn ngoại giao trực thuộc Quốc hội Việt Nam đáp xuống sân bay quốc tế Gim Hè, bắt đầu chuyến thăm ngoại giao chính thức từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 12 tại Hàn Quốc, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hy Sang trước đó. Đây là chuyến thăm ngoại giao chính thức cấp cao nhất của chính phủ Việt Nam tại Hàn Quốc trong năm 2018 và đồng thời là chuyến thăm đầu tiên của Nguyễn Thị Kim Ngân trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Chuyến thăm ngoại giao gồm 162 người, trong đó bao gồm hai bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư tỉnh ủy và các ủy viên ủy ban thường vụ Quốc hội. Chiều cùng ngày, bà Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm cùng với thị trưởng Busan Okeldon và tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan Gelnam Baksukan. Ngày 5 tháng 12, bà Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ đại diện các gia đình đa văn hóa Việt Nam Hàn Quốc tại Busan. Đồng thời, được Đại học Quốc gia Pusan chào bằng tiến sĩ danh dự ngành chính trị học sau buổi diễn thuyết trước du học sinh người Việt Nam theo học tại đây. Chiều cùng ngày, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cùng phái đoàn ngoại giao Việt Nam đáp chuyên cơ xuống sân bay Seoul tiếp tục có buổi diễn thuyết ở Đại sứ quán Việt Nam. Buổi chiều ngày 6 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang hội đàm cùng phái đoàn ngoại giao Việt Nam. Buổi tối cùng ngày, bà Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sau khi Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh ký kết biên bản ghi nhớ với Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc. Buổi sáng ngày 7 tháng 12, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và Mon Hy Sang tham dự diễn đàn đầu tư và thương mại Việt Nam Hàn Quốc thu hút hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc. Đây là sự kiện do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cùng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc đồng tổ chức. Diễn biến Sau khi kết thúc chuyến thăm ngoại giao chính thức ngày 7 tháng 12 năm 2018, Nhóm 9 người Việt thuộc phái đoàn Diễn đàn đầu tư và thương mại Việt Nam Hàn Quốc Đã không đến đúng giờ bay cùng chuyên cơ ngoại giao về Việt Nam Ngày 23 tháng 9 năm 2019 MBC báo cáo một nhóm gồm 9 người Trong tổng số hơn 160 người Theo tháp tùng phái đoàn ngoại giao cấp cao Việt Nam Đã bỏ trốn bất hợp pháp tại Hàn Quốc khoảng 9 tháng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Quốc hội Hàn Quốc chính thức xác nhận rằng đây là phái đoàn tháp tùng ngoại giao trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đến Hàn Quốc vào tháng 12 năm 2018. Chính phủ Hàn Quốc chỉ biết đến sự việc khi một người Việt trong số này đã xuất hiện tại một sân bay ở Hàn Quốc vào đầu năm 2019 và yêu cầu được hồi hương. Sau đó một người Việt khác bị cưỡng chế trục xuất, trong khi 7 người còn lại vẫn mất tích hôm sau bộ ngoại giao hàn quốc xác nhận bảy người việt vẫn bỏ trốn đồng thời chính thức thông báo bộ ngoại giao sẽ có những hành động tiếp theo dựa trên cuộc điều tra của bộ tư pháp dựa trên mối quan hệ việt hàn và mối quan hệ liên triều ta thời điểm thông cáo danh tính của những người việt bỏ trốn chưa được công khai tổng thư ký quốc hội việt nam nguyễn hạnh phúc thông cáo chín người bỏ trốn tại hàn quốc đều thuộc một doanh nghiệp ở Hà Tĩnh. Trong thông cáo báo chí ngày 26 tháng 9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác nhận nhóm người này đã bỏ lại hộ chiếu Việt Nam. Theo điều tra sơ bộ của Việt Nam, Lê Thị Liễu và Trần Thị Tuyết cùng đồng phạm đã lập hồ sơ pháp nhân giả doanh nhân cho nhóm người này. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng khẳng định không liên quan đến những người bỏ trốn trước thuyết âm mưu quan hệ quen biết, làn chuyển đồng thời cho biết không đủ thẩm quyền cung cấp danh sách vì Bộ Công an đang điều tra. Phòng xúc tiến đầu tư thuộc Cục Đầu tư nước ngoài cho biết lịch trình đoàn doanh nghiệp tháp tùng ngoại giao chỉ được thông báo trước một tháng, quy trình giả soát hồ sơ doanh nghiệp tùy theo tiêu chí từng đoàn và chưa có tiêu chí chung. Công chúng tại Việt Nam yêu cầu chính phủ Việt Nam công khai danh sách 9 người bỏ trốn tới Hàn Quốc. Chiếu thuyết âm mưu lan truyền về năm trong tổng số 9 người bỏ trốn thuộc Hà Tĩnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh Trần Thu Anh và Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh Nguyễn Chí Lạc đều phủ nhận cả buộc trên. Phản ứng Quốc hội Việt Nam Ngày 25 tháng 9 năm 2019, Tổng thư ký Quốc hội Việt Nam Nguyễn Hạnh Phúc cảm thấy sự việc rất đáng tiếc và xác nhận nhóm người này đi theo tháp tổng Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam tham dự diễn đàn đầu tư và thương mại Việt Nam-Hàn Quốc, khẳng định nhóm người Việt bỏ trốn bất hợp pháp, không thuộc Phái đoàn Ngoại giao Quốc hội Việt Nam và không được cấp thị thực ngoại giao. Ông Phúc cho biết Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia diễn đàn đầu tư và thương mại Việt Nam-Hàn Quốc đã liên hệ và xin đình nhờ chuyên cơ với Phái đoàn Ngoại giao Quốc hội Việt Nam. Bộ kế hoạch và đầu tư quản lý việc đi lại và sinh hoạt của đoàn doanh nghiệp này tại Hàn Quốc. Văn phòng của Hội Việt Nam gửi công văn tới Bộ Công an, Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan nhằm phối hợp với phía Hàn Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc để đưa người Việt hồi hương. Tại buổi họp báo vào chiều ngày 18 tháng 10 cùng năm, ông Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định rằng đoàn doanh nghiệp Tháp Tùng không có thị thực ngoại giao và bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với Việt Trào Vô tổ chức chủ đoàn này đi. Nhấn mạnh phù hợp với phía Hàn Quốc giải quyết triệt đề sự việc vì đây là danh dự và uy tín. Chính phủ Việt Nam Ngày 26 tháng 9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ thị Cục Đầu tư nước ngoài, đơn vị tổ chức nhân sự đoàn doanh nghiệp rút kinh nghiệm trong việc hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài. Bộ trưởng Bộ Kích và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng Cảm thấy sự việc quá đáng tiếc Vì lần đầu tiên xảy ra sự việc thế này Và nói rằng Chúng tôi cũng buồn lắm Đồng thời cho biết Bộ Kích và Đầu tư Đã giữ lại hộ chiếu của các thành viên Đoàn doanh nghiệp Tháp Tổng Ngoại giao Khi đến Hàn Quốc Ngày 12 tháng 10 Thứ trưởng Bộ Kích và Đầu tư Nguyễn Đức Trung Thừa nhận không lường trước được, được Và rất đáng tiếc Đồng thời nhận định lần đầu tiên xảy ra Với tính chất rất nghiêm trọng Tránh văn phòng Bộ Công an, ông Tô Ân Sâu thông báo, đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ làm rõ khi có kết quả sẽ cung cấp thông tin. Hôm sau, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp với Hàn Quốc để xử lý vụ 9 người đi cùng chuyên cơ Chủ tịch Quốc hội rồi bỏ trốn ở lại. Ngày 6 tháng 11 cùng năm, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Nguyễn Duy Ngọc khẳng định các hành vi sai phạm chúng ta sẽ phải xử lý. Ngày 5 tháng 6 năm 2020, Bộ Công an ban hành công văn số 805 và 806 thông báo từ Văn phòng Quốc hội Việt Nam về thiếu sót trong quản lý doanh nghiệp tháo tổ ngoại giao. Chính khách Việt Nam Ngày 24 tháng 9, cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam Lê Văn Cuông xác nhận Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định phái đoàn đi nước ngoài hàng năm dựa theo kinh phí hàng năm của các cơ quan trực thuộc Quốc hội Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh, đại biểu Quốc hội thì cho đến nay tôi chưa thấy trường hợp nào chối làm ảnh hưởng đến quốc thể. Cựu tránh văn phòng Quốc hội Việt Nam Trần Quốc Thuận khẳng định rằng không xảy ra chuyện phái đoàn Quốc hội đi nước ngoài rồi chốn ở lại trong thời gian bản thân làm việc tại văn phòng Quốc hội Việt Nam trước đây. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Việt Thắng cho biết. Trước kia chưa có ai trong đoàn quốc hội trốn cả. Ngày 27 tháng 9, đại biểu quốc hội Nguyễn Tiến Sinh chỉ trích sự chậm trễ công khai danh tính những người bỏ trốn tại Hàn Quốc, đồng thời cho rằng quá trình quản lý đoàn tháp tổ ngoại giao có vấn đề, nhấn mạnh sự ảnh hưởng về hình ảnh và quan hệ quốc tế của Việt Nam. Cựu phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư Nguyễn Mại đánh giá sự kiện là bài học trong việc giữ gìn hình ảnh thân thiện và gây dựng lòng tin trong mặt đối tác. Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Quang Phòng nhận định một điều đáng tiếc làm xấu hình ảnh một Việt Nam đang hội nhập. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đề nghị thành tra chính phủ điều tra quy trình thẩm định sự kiện chính người Việt bỏ trốn Hàn Quốc có dấu hiệu tham nhũng hay không. Cựu vụ trưởng vụ nghiên cứu trực thuộc Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Khắc Mai cho rằng sự việc chậm trễ công bố vì muốn bao che uy tín của họ và bắt buộc công bố do phía hàn quốc đã công khai đưa tin đồng thời kết luận một ví dụ nhỏ cho thấy những người lãnh đạo quản trị quốc gia như thế nào truyền thông việt nam thân hoàng trên báo tuổi trẻ cho rằng vụ án với những tình tiết hy hữu và nhiều trường hợp dù không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn có thể tham gia đoàn doanh nghiệp tháp tùng phái đoàn ngoại giao việt nam đồng thời nhận định bộ kế hoạch và đầu tư chưa quan tâm xây dựng quy trình doanh nghiệp tháp tùng ngoại giao thái sơn trên báo thanh niên nhận xét nguyên nhân bắt nguồn do bộ kế hoạch và đầu tư chưa quan tâm đến việc xây dựng quy trình thủ tục để lựa chọn và thẩm định doanh nghiệp tham gia không có quy định cụ thể về phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức đoàn doanh nghiệp luân dũng trên báo tiền phong chỉ trích việc kéo dài 10 tháng chỉ được phát hiện khi báo chí Hàn Quốc đưa tin và đề nghị trách nhiệm của những người liên quan. Cũng trên báo Tiền Phong, Nguyễn Dũng đặt câu hỏi về cơ chế tạo điều kiện cho những người trốn bất hợp pháp tại Hàn Quốc khi tháp tùng ngoại giao trên chuyên cơ của nguyên thủ quốc gia. Nguyễn Dương trên báo Dân Chí nhìn nhận bộ kế và đầu tư không có quy trình thẩm định doanh nghiệp tham gia tháp tùng ngoại giao. Lan Nhi trên báo Kinh tế Sài Gòn đánh giá vụ bỏ trốn theo phương thức trà trộn của đoàn ngoại giao lần đầu tiên được phía Hàn Quốc công bố chính thức, Việt Nam phải thừa nhận. Truyền thông quốc tế. Theo bản tin của MBC, quốc hội Hàn Quốc đã không thông báo tới phía Việt Nam. Bộ Tư pháp Hàn Quốc không chủ động tiến hành điều tra. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc không yêu cầu Việt Nam điều tra sự việc thông qua bất kỳ một phát ngôn chính thức nào. Hoàng Hoa trên Stupnik đặt câu hỏi liệu chín người việt bỏ trốn bất hợp pháp tại hàn quốc có nằm trong chiến dịch đốt lò hay không đài á châu tự do đặt câu hỏi về danh tính những người việt bỏ trốn và đặc quyền của nhóm người này khi lên chuyên cơ ngoại giao voa dẫn lời nữ doanh nhân lê hoài anh người từng tháp tổ ngoại giao thủ tướng chính phủ phan văn cải sang nhật bản cảm thấy rất buồn cười và rất coi thường dư luận vì nếu là chuyên cơ thì từng người một đều mang danh nghĩa là thành phần của đoàn Việt Nam sang Hàn Quốc. Lê Hoài Anh cho biết quy trình đăng ký tháp tổ ngoại giao phải là những gương mặt nổi trội trong các lĩnh vực thương mại liên quan tại quốc gia điểm đến. hệ quả, điều tra. Số em và BC đưa tin vào ngày 23 tháng 9 năm 2019, Quốc hội Việt Nam kiến nghị Bộ An điều tra vụ việc. Theo điều tra, Lê Thị Liễu, giám đốc công ty cổ phần GVA, liên lạc qua dịch vụ mạng xã hội với Hoàng Anh, nguyên quán Nghệ An hiện định cư tại Đức vào đầu năm 2018, về thị trường xuất cảnh sang Hàn Quốc của Nghệ An. Hoàng Anh sau đó giới thiệu người chú ruột Trịnh Bang Dũng với Liễu theo thỏa thuận 10.000 USD mỗi trường hợp. Từ lời giới thiệu của Dũng và Hoàng Anh, Ngô Xuân Hiếu và Lê Thị Xuân cùng với Nguyễn Thị Lương thỏa thuận môi giới 11.500 USD mỗi trường hợp để hưởng tranh lệch theo gợi ý từ Trịnh Bàng Dũng. Lê Thị Liễu mua lại hoặc dựa vào quan hệ với các công ty thân quen và sử dụng tư cách pháp nhân nhằm định danh khách hàng là nhân sự cấp cao, đồng thời yêu cầu nhân viên lập hồ sơ cho khách hàng và bản thân tham gia đoàn doanh nghiệp tháp tổng ngoại giao đến Hàn Quốc sau khi tiếp nhận thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi được phê duyệt hồ sơ Lê Thị Liễu ký hợp đồng dịch vụ 138 triệu đồng với Việt Travel, đồng thời yêu cầu khách hàng tạo lý do gặp đối tác kinh doanh hoặc nhu cầu lấy hộ chiếu Việt Nam để mua sắm khi đến Hàn Quốc nhằm bỏ trốn. Ngày 3 tháng 12 năm 2018, Trần Văn Dũng, Ngô Huy Hảo, Nguyễn Đình Cơ, Dương Hùng Quang nhận thị thực. Dũng Hiếu, Xuân Lương giao dịch kinh phí theo thỏa thuận tháng 9 năm 2018, Trần Thị Tuyết, chuyên viên tại tạp chí Kinh tế và Dự báo thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Bắc Đỗ Thị Quỳnh Nga, trực thuộc Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cung cấp thông tin về quy trình lập danh sách đoàn doanh nghiệp tháp tùng ngoại giao. Thông qua mối quan hệ người quen với nhân viên Hoàng Thị Thúy Hồng, tại công ty TD Việt Nam, Trần Thị Tuyết trực tiếp liên hệ với Lương Mạnh Hùng, tạo lập hồ sơ giả cho Phạm Văn Đức, Ngô Khánh Hoàng, trao đổi với Tuyết, tư vấn thủ tục xuất cảnh Canada, nhân dịp bộ kế và đầu tư, tạo lập danh sách đoàn doanh nghiệp tháp tổ ngoại giao, nên Ngô Khánh Hoàng được cấp thị thực Hàn Quốc nhằm tạo thuận lợi cho quá trình cấp thị thực Canada sau này. Trần Văn Khang, giám đốc công ty An Chí và Lý Thái Hưng, giám đốc công ty Hưng Cúc, giúp đỡ Trần Thị Tuyết và Lê Thị Liễu theo thứ tự đưa người bên ngoài và làm nhân viên, đồng thời ký cho nhân viên đó tham gia đoàn doanh nghiệp tháp tùng ngoại giao. Do không biết động cơ Trần Văn Khang và Lý Thái Hưng không bị truy tố. Khởi tố Ngày 24 tháng 4 năm 2021, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ban hành cáo trạng khởi tố các bị can liên quan đến vụ bê bối ngoại giao Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2018 với hai tội danh tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài. Buổi sáng ngày 20 tháng 5 cùng năm, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử vụ án ba bị cáo tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và năm bị cáo tội danh môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài. Tại phiên xét xử, Lê Thị Liễu thừa nhận tội danh nhưng chưa đồng ý với cáo buộc hưởng lợi 30.000 USD khi đưa bốn người xuất cảnh và cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc bởi vì đã hoàn trả 200 triệu đồng cho Nguyễn Đình Cơ hồi hương trong nhóm này. Liệu cho rằng bản thân không có động cơ đưa người trốn đến nước ngoài và thực hiện hành vi vì được nhờ và cảm thấy rất sợ đồng thời yêu cầu xem xét vai trò của Hoàng Anh. Nhiều lời khai của các bị cáo tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội không được xác minh do Hoàng Anh định cư tại Đức. 9 người đi cùng chuyên cơ chủ tịch quốc hội trốn tại Hàn Quốc là người đội lốt doanh nhân. Ngày 24 tháng 4, theo nguồn tin riêng của báo Tuổi Trẻ Online, đầu tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Đây là vụ án với những tính chất, với những tình tiết hy hữu từng được dư luận rất quan tâm. Nhiều trường hợp dù không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn có thể tham gia đoàn doanh nghiệp tháp tổng đoàn chủ tịch quốc hội đi thăm và làm việc tại Hàn Quốc rồi trốn ở lại đây. 9 người trốn tại Hàn Quốc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối Cao cũng đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can Lê Thị Liễu, Giám đốc Công ty Cổ phần GVA, Trịnh Bàng Dũng và Ngô Xuân Hiếu cùng chú tại Nghệ An về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Năm bị can bị truy tố về tội môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài gồm lê thị xuân nguyên là đại diện văn phòng tư vấn du học công ty cổ phần tư vấn du học quốc tế iec trần thị tuyết nguyên là cán bộ tạp chí kinh tế và dự báo bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn thị lương chú huyện hưng nguyên nghệ an lương mạnh hùng nguyên giám đốc công ty cổ phần đào tạo và tư vấn giáo dục td việt nam và trần phục hưng nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn du lịch nhật bản bắc nam theo cáo trạng ngày 6 tháng 8 năm 2018, Ủy ban đối ngoại của Quốc hội có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức đoàn doanh nghiệp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc Trung Quốc và Hàn Quốc. Sau đó, do lịch thay đổi nên đoàn chỉ thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 4 tháng 12 đến ngày 7 tháng 12 năm 2018. Để tổ chức đoàn doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao cục đầu tư nước ngoài, trung tâm xúc tiến đầu tư phía Bắc triển khai thực hiện. Bộ kế hoạch và đầu tư đã phát thư mời và biểu mẫu để các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia. Theo quy định của ban tổ chức, đối tượng tham gia là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đầu tư thương mại. Sau khi kết thúc lịch trình công tác, 9 người trở lại Hàn Quốc không cùng đoàn về Việt Nam. Cơ quan điều tra đã làm rõ có 6 người được Lê Thị Liễu, Trần Thị Tuyết và đồng phạm tổ chức mồi giới cho đi Hàn Quốc. Phù phép người lao động thành doanh nhân Đầu năm 2018, thông qua mạng xã hội, Liễu nói chuyện và được biết quê của Hoàng Anh quê Nghệ An đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức. Có biết người muốn xuất cảnh đi Hàn Quốc để lao động tìm việc làm. Thông qua chú ruột của mình là Trịnh Bang Dũng, Hoàng Anh, Hoàng Anh giới thiệu cho Liễu những khách muốn sang Hàn Quốc với chi phí là 10.000 USD trên một người. Từ sự dẫn mối của Dũng và Hoàng Anh, các bị can Ngô Xuân Hiếu, Lê Thị Xuân, Nguyễn Thị Lương sẽ chịu trách nhiệm đi tìm khách muốn sang Hàn Quốc để giới thiệu cho Liễu. Các bị can này thỏa thuận Dũng sẽ thu 11.500 USD cho một người để ăn trình lệch. Trong quá trình môi giới các bị can biết rõ việc tổ chức cho khách đi Hàn Quốc được Liễu thực hiện theo hình thức thương mại khách mang danh nghĩa là người của doanh nghiệp đi Hàn Quốc để hợp tác kinh doanh đầu tư sau đó trốn để tìm việc làm. Lê Thị Liễu đã sử dụng tư cách pháp nhân công ty của người quen thân mục đích để đưa khách vào đứng tên lãnh đạo nhân viên các công ty này tạo thuận lợi trong việc xin visa xuất cảnh. Sau khi tiếp nhận thông tin của Bộ Kế và Đầu tư, Liễu đã chỉ đạo nhân viên làm thủ tục hồ sơ đăng ký cho Liễu và khách tham gia đoàn doanh nghiệp đi Hàn Quốc. Theo đó Liễu tham gia với tư cách là giám đốc công ty GVA, Hùng Quang là trợ lý kinh doanh của công ty Hưng Cúc, Ngô Duy Hảo là phó giám đốc công ty Fredtech Pina, Trần Văn Dũng là giám đốc công ty Hà Phát. Liễu còn giúp Lý Thái Hưng tham gia đoàn doanh nghiệp. Sau khi được ban tổ chức phê chuẩn duyệt hồ sơ, Liễu đã ký hợp đồng dịch vụ với Việt Travel và nộp gần 138 triệu đồng để thanh toán phí dịch vụ. Nhằm trao dấu hành vi phạm tội, Lý hướng dẫn khách mặc trang phục lịch sự học thuộc thông tin liên quan công ty mà họ đứng tên giám đốc. Liễu cũng thống nhất với khách khi đến Hàn Quốc tạo lý do gặp đối tác kinh doanh hoặc đi mua sắm để lấy lại hộ chiếu do ban tổ chức quản lý rồi bỏ trốn lại Hàn Quốc. Cơ quan điều tra kết luận bị can, Lê Thị Liễu thực hiện hành vi phạm tội nhằm mục đích vụ lợi, số tiền thu lời bất chính là hơn 700 triệu đồng. Bị can Trần Thị Tuyết, doanh nhân tạp chí Kinh tế và Dự báo của Bộ Kích và Đầu tư, bị cáo buộc tổ chức cho hai người là Ngô Khánh Hoàng, Phạm Văn Đức tham gia đoàn doanh nghiệp xuất cảnh đi Hàn Quốc, sau đó trốn ở lại. Bị can thực hiện phạm tội nhằm mục đích vụ lợi, thu lời bất chính là 48 triệu đồng hành vi của các bị can đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, gây ảnh hưởng sự đến quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và các nước. Cáo trạng nêu. 9 người bỏ trốn ở lại Hàn Quốc, chỉ đi nhờ máy bay chờ chủ tịch quốc hội. Tổng thư ký người phát ngôn của quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, như vậy trước thông tin báo chí Hàn Quốc cho hay. 9 người đi theo đoàn quốc hội Việt Nam bỏ trốn ở lại Hàn Quốc Ông Phúc cho biết từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn cấp cao của Quốc hội nước ta thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang. Sáng ngày 7 tháng 12 năm 2018, hai vị Chủ tịch Quốc hội đã cùng dự diễn đàn đầu tư và thương mại Việt Nam Hàn Quốc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tổ chức. Diễn đàn thu hút khoảng 300 doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc tham dự. Ngày 23 tháng 9 vừa qua, đài truyền hình MBC Hàn Quốc đưa tin về 9 người trong các đoàn kinh tế đi theo đoàn Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu bỏ trốn để ở lại bất hợp pháp tại Hàn Quốc cách đây 10 tháng. Đến nay hai trong số đó đã bị trục xuất. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online, trưa ngày 25 tháng 9, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết đây là một sự việc rất đáng tiếc Số người bỏ trốn nêu trên Thuộc thành phần của đoàn tham dự Sự kiện diễn đàn đầu tư và thương mại Việt Nam Hàn Quốc Sự kiện này do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam Và Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tổ chức Những người bỏ trốn không thuộc phần đoàn ngoại giao của Quốc hội Việt Nam Và không được cấp visa ngoại giao Ông Phúc cho biết thêm Trong quá trình chuẩn bị phục vụ chuyến thăm chính thức của chủ tịch quốc hội được tài đến Hàn Quốc. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức diễn đàn nêu trên có liên hệ cho đoàn của họ đi nhờ máy bay chờ chủ tịch quốc hội và chúng tôi đã đồng ý. Những người này không thuộc thành phần của đoàn thăm chính thức. Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc, lãnh đạo quốc hội đã đề nghị bộ Công an phối hợp với các bên có liên quan điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, ông Phúc khẳng định đội lốt doanh nhân đi nhờ máy bay chủ tịch quốc hội sang Hàn Quốc rồi bỏ trốn. Theo dự kiến đầu tháng 5 tới, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 8 bị cáo trong vụ án tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài theo chuyên cơ đưa chủ tịch quốc hội sang thăm Hàn Quốc vào cuối năm 2018. Trong vụ án này có 3 bị cáo bị truy tố về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, gồm Lê Thị Liễu, giám đốc công ty GVA, Trần Thị Tuyết, nguyên cán bộ kế hoạch và đầu tư, Lương Mạnh Hùng, giám đốc công ty cổ phần đào tạo và tư vấn Việt Nam TD Việt Nam. Năm bị cáo khác bị truy tố về tội môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài, gồm Lê Thị Xuân Nguyên là đại diện văn phòng tư vấn du lịch công ty cổ phần tư vấn du lịch quốc tế IEC, Nguyễn Thị Lương, lao động tự do, Trịnh Bang Dũng, lao động tự do. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ngày 16 tháng 8 năm 2018, Ủy ban đối ngoại của Quốc hội có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì tổ chức đoàn doanh nghiệp tháp tổng chủ tịch Quốc hội thăm làm việc tại Trung Quốc và Hàn Quốc. Bộ Kế hoạch Đầu tư đã phát thư mời và biểu mẫu để các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia. Theo quy định của ban tổ chức, đối tượng tham gia là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đầu tư thương mại lợi dụng nhu cầu của một số người dân muốn đi Hàn Quốc để lao động, tìm việc và chính sách của nhà nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp kết nối đầu tư kinh doanh với nước ngoài thông qua việc tham gia cùng các đoàn công tác của lãnh đạo đảng và nhà nước tại nước ngoài. Các bị can trong vụ án đã tổ chức môi giới cho 6 người trốn đi Hàn Quốc để thu lợi bất chính. Trong đó 4 người đã về Việt Nam, còn 2 người đang trốn ở lại. Trong đó Lê Thị Liễu, đã tổ chức cho bốn người là trần văn dũng ngô huy hào nguyễn đình cơ và dương hùng quang trốn đi hàn quốc trần thị tuyết nguyên cán bộ thuộc bộ kế hoạch và đầu tư cùng lương mạnh hùng tổ chức cho hai người khác trốn đi hàn quốc để thực hiện hành vi phạm tội liễu tiếp nhận khách là những người có nhu cầu sang nước ngoài do trịnh bang dũng ngô xuân hiếu lê thị xuân và nguyễn thị lương môi giới lê thị liễu đã sử dụng tư cách pháp nhân công ty của người thân quen mục đích để đưa khách vào đứng tên lãnh đạo nhân viên của các công ty này, tạo thuận lợi trong việc xin visa xuất cảnh. Sau khi tiếp nhận thông tin của bộ gạch và đầu tư, Liễu đã chỉ đạo nhân viên làm thủ tục hồ sơ đăng ký cho Liễu và khách tham gia đoàn doanh nghiệp đi Hàn Quốc. Theo đó, Liễu tham gia với tư cách là giám đốc công ty GVA, Hùng Quang là trợ lý kinh doanh của công ty Hưng Cúc, Ngô Duy Hảo là phó giám đốc công ty vina Trần Văn Dũng là giám đốc công ty Hà Phát, Liễu còn giúp Lý Thái Hưng tham gia đoàn doanh nghiệp. Sau khi được ban tổ chức phê duyệt hồ sơ, Liễu đã ký hợp đồng dịch vụ với Việt Châu vồ và nộp gần 138 triệu để thanh toán phí dịch vụ. Nhằm che giấu hành vi phạm tội, Liễu hướng dẫn khách ăn mặc lịch sự học thuộc các thông tin liên quan công ty mà hỏi đứng tiền giám đốc. Liễu cũng thống nhất với khách khi đến Hàn Quốc tạo lý do gặp đối tác kinh doanh hoặc đi mua sắm để lấy lại hộ chiếu do ban tổ chức quản lý rồi trốn lại Hàn Quốc. Thông qua việc đưa người trốn ra nước ngoài, Lê Thị Liệu đã hưởng lợi khoảng 700 triệu đồng. Các bị can khác với vai trò môi giới cũng được hưởng lợi hàng trăm triệu đồng. Đây là vụ án với những tình tiết hy hữu từng được dư luận rất quan tâm. Nhiều trường hợp dù không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn có thể tham gia đoàn doanh nghiệp, tháp tổng đoàn chủ tịch quốc hội, đi thăm và làm việc tại Hàn Quốc rồi trốn lại đây. Chủ mưu vụ trà trộn vào chuyên cơ xã Hàn Quốc bị phạt 5 năm tù. Lê Thị Liễu bị phạt 5 năm tù do tổ chức cho 4 người giả doanh nhân đi theo đoàn doanh nghiệp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội rồi lại Hàn Quốc. 19 giờ 43 phút ngày 20 tháng 5, sau một ngày xét xử, Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên Lê Thị Liễu 35 tuổi mức án trên vì tội tổ chức cho người khác trốn đến nước ngoài theo điểm B khoản 3 điều 349 Bộ Luật Hình Sự. Tại phiên tòa bị cáo Liễu, cựu giám đốc công ty cổ phần GVA thừa nhận hành vi, xong nói không có động cơ đưa người trốn đi nước ngoài, rồi lại. Chỉ làm vì được nhờ, bị cáo rất sợ, đã khuyên không được trốn, đã thuyết phục dọa dẫm, dùng đủ mọi biện pháp. Liễu khai Bị cáo khai, đầu năm 2018, qua cuộc nói chuyện trên mạng xã hội với Hoàng Anh định cư tại Đức, biết nhiều người ở Nghệ An muốn xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc, nên hứa hẹn làm visa với chi phí là 10.000 USD một người. Cáo trạng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định Liễu thông qua Trịnh Bang Dũng, 53 tuổi, cậu ruột ở Hoàng Anh, đã đầu mối được gom khách. Đây là những người có ý định xuất khẩu, lao động, đã nộp hồ sơ, tiền phí và đợi cò mổ. Tham gia gom khách gồm vợ chồng Ngô Xuân Hiếu, 52 tuổi và Lê Thị Xuân, 43 tuổi, cựu đại diện văn phòng tư vấn du lịch công ty cổ phần tư vấn du lịch quốc tế, IEC cùng Nguyễn Thị Lương 37 tuổi lao động tự do và Trần Phục Hưng 33 tuổi cựu giám đốc công ty tư vấn du học Nhật Bản Bắc Nam. Bốn người báo giá là 11.500 USD một khách để hưởng chính lệnh. Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đầu tư thương mại mới được tham gia hồ sơ đăng ký visa ngoài giấy tờ tùy thân bắt buộc ảnh sư lý lịch cũng yêu cầu giấy tờ chứng minh công việc. Cụ thể chủ doanh nghiệp phải có giấy đăng ký kinh doanh, nếu là nhân viên phải có quyết định cử đi công tác hợp đồng lao động, bảng lương 3 tháng gần nhất có xác nhận của doanh nghiệp. Biết điều này, tháng 9 năm 2018, Lữ mượn pháp nhân công ty người quen đồng thời mua thêm các công ty bằng hình thức chuyển nhượng mục đích đưa tên những người có nhu cầu xuất cảnh và làm lãnh đạo công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong việc cấp visa xuất cảnh. Lữ cùng đồng phạm biết rõ khách hàng, sẽ mang danh nghĩa người của doanh nghiệp đi nước ngoài để hợp tác kinh doanh, đầu tư rồi chỗ nợ lại. Điều hướng dẫn các khách ăn mặc lịch sự ra giang doanh nghiệp. Ngày 4 tháng 12 năm 2018, Liễu và bốn khách xuất cảnh đi Hàn Quốc cùng đoàn chủ tịch quốc hội. Cuối năm 2019, hai người bị cơ quan chức năng Hàn Quốc phát hiện và trục xuất về Việt Nam, một người hiện vẫn bỏ chỗ ở lại. Với cùng thủ đoạn tương tự, hai bị cáo Lương Mạnh Hùng, cựu giám đốc công ty giáo dục TD và Trần Thị Tuyết, cựu cán bộ tạp chí kinh tế và dự báo, cũng tổ chức cho hai người trốn rời lại Hàn Quốc trên cùng chuyến chuyên cơ này. Tuyết đưa một người và làm nhân viên của công ty người quen, một người và công ty của Hùng, sau đó làm hồ sơ thủ tục cho hai người khách vào đoàn doanh nghiệp Tha Tùng. Hiện một người trong số này vẫn chưa về Việt Nam. Nhà chức trách xác định Liễu thu lời bất chính hơn 700 triệu đồng Lương Mạnh Hùng 91 triệu đồng Trần Thị Tuyết Hưởng lợi hơn 48 triệu đồng Trịnh Bang Dũng 210 triệu đồng Và Ngô Xuân Hiếu 31 triệu đồng Về số tiền chiếm hưởng Liễu khai viện kiểm soát truy tố như vậy là quá cao Vì còn phải trả phí cho bên dịch vụ khoảng 170 triệu đồng Trong số doanh nhân giỏm có một người Sau khi trở về Việt Nam Đang là Liễu Hoàn trả 200 triệu đồng Hoàng Anh Hứa chia lợi cho bị cáo Nhưng thực tế chưa nhận được gì Liễu khẳng định Liễu cho rằng vai trò của Hoàng Anh Người đang định cư tại Đức trong vụ án này là rất quan trọng Theo thỏa thuận Hoàng Anh Đã tuyển người có nhu cầu Liễu hỗ trợ làm thủ tục Chỉ yêu cầu thu của mỗi khách 40 triệu đồng Đúng theo giá của bên dịch vụ Xong Hoàng Anh Nhờ thu thành 11.500 USD Hứa chia lợi nhuận nên Liễu đồng ý trong khi đó bị cáo Trịnh Bang Dũng 53 tuổi cậu ruột của Hoàng Anh khai chính Liễu ra giá, giá 11.500 USD yêu cầu ông thu của người có nhu cầu duyên nộp lại. bị viện kiểm sát xác định là người có vai trò cao thứ hai vụ án ông Dũng nói không biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật. ông khai giữa năm 2018 được cháu trai định cư ở bên Đức nhờ tiếp nhận những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động thu tiền rồi ra lại cho Liễu để làm thủ tục. Bị cáo hỏi Hoàng Anh là đi có đàng hoàng không Chứ kiểu nhốt người vào container là cậu không giúp Hoàng Anh bảo hợp pháp yên tâm Ông Dũng bảo chữa Bị cáo tưởng đi máy bay mua vé đàng hoàng Thế không thể là bất hợp pháp được Ông Khai đã nộp cho liễu 30.000 USD và 160 triệu đồng Xong bản thân không được hưởng lợi gì Chỉ làm cho cháu có lời nhờ vả Những lời khai này của hai bị cáo được hội đồng xét xử nhận định một chiều do Hoàng Anh chưa về Việt Nam, chưa có cơ sở xác minh. Các bị cáo khác thừa nhận hành vi xin hưởng quan hồng. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo ảnh hưởng trật tự an ninh xã hội và quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc. Các bị cáo biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật song vì hám lợi vẫn thực hiện. Song vì ý thức tích cực khắc phục hậu quả, phạm tội lần đầu và thành khẩn khai báo, hội đồng xét xử đều tuyên phạt dưới mức đề nghị của viện kiểm sát. Ông Dũng bị phạt 3 năm tù Hùng và Tuyết Cùng bị phạt 20 tháng tù về tội Tổ chức cho người khác trốn đến nước ngoài Theo khoản 1 điều 349 Bộ luật hình sự à, Tội môi giới cho người khác trốn đến nước ngoài Theo khoản 2 điều 349 Bộ luật hình sự Nếu bị phạt 20 tháng tù Lương 18 tháng tù Xuân 18 tháng tù treo Riêng Hưng bị phạt án tù 16 tháng 11 ngày Bằng thời hạn tạm giam Được thả tự do ngay tại tòa Nghe xong mức án Bị cáo Lương đã ngất sự tại chỗ Tỉnh lại sau hơn 20 phút Được vợ chồng bị cáo Hiếu và Xuân chăm sóc Bốn người xuất cảnh đi Hàn Quốc Sau đó đã trốn ở lại Đến nay đã về Việt Nam Do vi phạm lần đầu Họ được cơ quan điều tra thông báo Từ cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ công an đã xử lý hành chính Tiền của những người này Đã được các bị cáo hoàn trả Xét thấy họ là người lao động hoàn cảnh khó khăn nên hội đồng xét xử không tiến hành truy thu. Hoàng Anh có dấu hiệu đồng phạm về hành vi tổ chức môi giới cho bốn người cho đi Hàn Quốc, xong đang cư trú ở Đức, chưa về Việt Nam nên cơ quan điều tra tách khỏi vụ án xử lý sau. Tại cáo trạng Viện Kiểm sát xác định, các tổ chức cá nhân thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Đầu tư nước ngoài, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Bắc và Việt Châu Vô không biết các bị cáo và những người liên quan vụ án lợi dụng việc tham gia đoàn doanh nghiệp để trốn ở lại. Tuy nhiên, qua điều tra cho thấy một trong những nguyên nhân xảy ra vụ án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa quan tâm việc xây dựng quy trình thủ tục lựa chọn doanh nghiệp tham gia, không có quy định cụ thể phối hợp với đơn vị liên quan. Tháng 6 năm 2020, cơ quan điều tra đã thông báo về sơ hở này cho Bộ và Văn phòng Quốc hội để có biện pháp khắc phục. Danh sách Mối quan hệ của 9 người Việt Nam trong vụ bỏ trốn Thứ nhất, Dương Hồng Quang Chức vụ trợ lý kinh doanh Công ty Công ty Hưng Cúc Chủ sở hữu công ty Lý Thái Hưng Tình trạng cư trú bất hợp pháp Thứ hai Lý Thái Hưng Giám đốc công ty Hưng Cúc Tự nguyện xuất nhập cảnh Tự nguyện xuất cảnh Thứ ba Ngô Duy Hảo Phó giám đốc Công ty Fred Tech Vina Lê Ngọc Vĩ em trai Lê Thị Liễu. Thứ tư, Trần Văn Dũng, giám đốc công ty Hà Phát. Lê Thị Liễu mua lại từ Nguyễn Thị Nga, trục xuất. Thứ năm, Nguyễn Đình Cơ, giám đốc công ty HLA. Lê Thị Liễu mua lại từ Nguyễn Đức Tuấn, tự nguyện xuất cảnh. Thứ sáu, Ngô Khánh Hoàng, trưởng phòng giám sát công trình, công ty An Trí, cư trú bất hợp pháp. Thứ bảy, Trần Văn Khang, giám đốc công ty an trí cư trú bất hợp pháp thứ tám phạm văn đức trường phòng kinh doanh công ty td việt nam trục xuất thứ chín lương mại hùng giám đốc công ty td việt nam tự nguyện xuất cảnh